Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì như các bạn đã biết thì cái sàn OKCoin thì nó cũng vừa mới ra mắt, thì nó đang cho chúng ta là khá rất là nhiều là airdrop. Thì chẳng hạn như cái airdrop vừa rồi là cái airdrop là STX. Thì hôm qua mình cũng đã có làm cái video hướng dẫn các bạn là trade thì con token STX nó cũng đã trả tất cả về chúng ta. Thì hôm qua nhiều anh em cũng ăn được là khoảng là 29 đến 30 đô token STX. Thì ở cái video này thì hiện tại thì sàn OKCoin này nó đang hiện là đang có hai chương trình airdrop nữa nha các bạn. Đó là chương trình airdrop nhận token ALO và token AWAS. Thì hiện tại thì sàn OKCoin này nó đang tung ra hai cái chương trình airdrop, đó là sau khi các bạn giao dịch trên sàn OKCoin thì các bạn sẽ nhận được là 24 đô token ALGO. Thì con token ALGO này cũng đã có mặt trên tất cả các sàn giao dịch lớn, chẳng hạn như là Binance. Thì và cái chương trình thứ hai thì tham gia vào cái airdrop hôm nay thì nó sẽ có hai airdrop, thì mình sẽ để hai cái link airdrop giữa con ALGO và con AWAS dưới phần mô tả cho anh em nhé. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước cho các bạn dễ hiểu nhé. Thì đây là cái thông tin từ cái chương trình airdrop ALGO kiếm tới 5.000 đô la USD đến từ sàn OKCoin. Thì tiếp theo đó là cái chương trình airdrop, một chương trình airdrop nữa, đó là OKCoin AWAS airdrop. Thì ở chương trình airdrop thứ hai này thì chúng ta sẽ nhận được là con token AWAS khi mà các bạn sở hữu trade và sở hữu cái volume trên là 100 đô nha các bạn. Thì việc đầu tiên để tham gia vào chương trình airdrop này thì các bạn cần phải có một tài khoản trên sàn OKCoin và các bạn tiến hành đăng ký và KYC Level 2 nhé. Thì ở việc đăng ký và KYC thì mình sẽ không hướng dẫn các bạn này nữa nhé các bạn. Thì các bạn có thể xem lại cái video trước mình có hướng dẫn các bạn đăng ký và KYC đến Level 2. Thì về việc KYC thì các bạn chỉ cần đăng ký, sau đó các bạn vào phần chỗ account này. Sau đó các bạn chọn phần Invited Verification này này, ở phần KYC này. Sau đó các bạn tiến hành KYC Level 1 và Level 2 giúp mình luôn nhé. Thì các bạn cần phải KYC Level 1 và Level 2 thì các bạn mới đủ điều kiện để tham gia vào airdrop này. Thì sau khi các bạn về việc KYC ở Level 2 thì các bạn chỉ cần là quét khuôn mặt thôi. Các bạn ghi lại cái điền lại thông tin của các bạn và giấy chứng minh nhân dân của các bạn. Sau đó ở Level 2 thì nó chỉ yêu cầu chúng ta là cần chụp lại cả ảnh màn hình. À, chụp lại cái mặt trước và mặt sau của giấy chứng minh nhân dân và quét cái khuôn mặt của các bạn thôi nhé. Thì về việc cái quét khuôn mặt thì các bạn chỉ cần đưa cái khuôn mặt của các bạn vào cái hình oan á cho nó trùng khớp với cái hình oan thì nó sẽ, sau đó các bạn chụp lại và các bạn gửi đi thôi. Thì về việc sàn OKCoin này nó duyệt KYC nhiều tài khoản thì nó duyệt rất là nhanh, còn nhiều tài khoản thì nó duyệt hơi chậm nha các bạn. Ok, thì tiếp theo thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn OKCoin và KYC Level 1 và Level 2 rồi thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video giúp mình nhé. Thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn OKCoin và KYC Level 2 rồi thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video, các bạn mở cái trang airdrop này ra giúp mình. Thì mình nói sơ qua về cái trang airdrop này luôn. Thì về thông tin về airdrop thì nó yêu cầu chúng ta là cần đăng ký trên trang ARO cũng như là hoàn thành khoản tiền gửi fiat đầu tiên của họ. Có nghĩa là các bạn cần phải là sau khi các bạn đăng ký trên trang trên cái form airdrop của dự án ALGO rồi đấy thì các bạn cần phải gửi một khoản tiền vào sàn OKCoin và các bạn tiến hành trade nhé. Thì cũng nó cũng tương tự như là cái airdrop nhận token STX lúc trước thôi. Thì lúc trước mình cũng đã hướng dẫn các bạn trade rồi. Thì tiếp theo đó thì được hưởng tiền của họ này, không có số tiền thưởng tối thiểu, có nghĩa là các bạn muốn gửi lên bao nhiêu cũng được, các bạn muốn gửi lên bao nhiêu đô cũng được nhé. Thì ít nhất thì các bạn cần phải gửi là trên 2-3 đô rồi đó, trên 2-3 đô trở lên nhé. Thì tiếp theo đó thì không tối thiểu này, trong khoảng thời gian họ thời điểm phân phối airdrop sẽ nhận được là 10 đô cho giá trị ALGO. Tiếp theo đó là khách hàng thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên sau ngày 10 tháng 2, sau đó sẽ kiếm được thêm là 2 đô cho 2 đô token ALGO cho mỗi giao dịch lên đến là 7 giao dịch. Có nghĩa là mỗi lượt giao dịch các bạn giao dịch cặp ALGO trên USD á, thì mỗi lượt giao dịch các bạn sẽ nhận được thêm là 2 đô và tối đa là 7 giao dịch. Có nghĩa là 7 x 2 là 14.
và cộng với là cái 10 đô các bạn là thực hiện gọt khoản tiền gửi đầu tiên 10 đô nữa là cộng lại là 24 đô nhé. Thì khách hàng phải đạt được GAC cấp độ Level 2 đầy đủ điều kiện và rút tiền. Người tham gia có thể nhận được tối đa là 24 đô cho mỗi khách hàng nhé. Các bạn lưu ý ở này nhé. Ok, thì sau khi các bạn đã có tài khoản trên sàn OKCoin và hoàn thành KAC Level 2 rồi, thì các bạn vào link thứ hai dưới phần mô tả video, nó sẽ có giao diện như thế này. Nó sẽ có giao diện như thế này nha các bạn. Thì cái trang này là trang chúng ta là đăng ký Android và chúng ta nhé, chúng ta tiến hành đăng ký Android. Ok, sau đó thì các bạn tiến hành điền lại cái email ở cái ô này, thì các bạn điền lại email mà các bạn đã đăng ký trên sàn OKCoin giúp mình nhé. Ok, sau đó các bạn ấn vào nút Submit. Ok, thì sau khi nó hiện ra là do the list email unwrapped well email more version shortly này, thì chúng có nghĩa là chúng ta đã đăng ký thành công đó các bạn. Bạn có tên trong danh sách tham gia được unwrapped logo, chúng tôi sẽ sớm gửi email cho bạn với nhiều thông tin hơn. Đấy. Tiếp theo đó thì các bạn kéo xuống đây nhé. Sau khi các bạn điền lại email xong ấy, thì các bạn kéo xuống đây tiếp. Các bạn kéo xuống đây này. Thì ở phần dưới này nó sẽ có cái dòng nữa là Partitional này, Partitional này. Ở phần logo unwrapped này, các bạn ấn vào phần Partitional giúp mình nhé. Thì sau khi các bạn ấn vào đây thì nó sẽ có một cái form để chúng ta điền nữa nha các bạn. Thì trong cái form này các bạn cần điền lại cái email của các bạn nữa nhé. Các bạn điền lại cái email mà các bạn đã đăng ký trên sàn OKCoin nhé. Các bạn điền lại, sau đó các bạn ấn vào Submit một lần nữa, chúng ta tiến hành gửi form đi. Các bạn ấn nút Submit. Ok. Thì sau khi các bạn ấn nút Submit thì nó sẽ có cái thông báo là bạn đã có trong sách, chúng tôi sẽ gửi email và cung cấp thông tin về được unwrapped. Là như vậy là chúng ta đã đăng ký về việc nhận 24 đô token LGO đến từ sàn OKCoin thành công. Và bước tiếp theo đó là thì chúng các bạn cần phải là gửi một lượng USDT hoặc là bất kỳ những cái coin nào vào cái sàn OKCoin này, chúng ta thực hiện một là 7 lệnh trade nhé, để nhận đầy đủ 24 đô token LGO. Thì để dép thì để gửi token thì các bạn chỉ cần ấn vào phần cái dấu ba gạch này này. Sau đó các bạn chọn vào phần asset. Các bạn chọn vào phần My Asset. Thì trong phần My Asset này thì các bạn chọn vào phần Deposit giúp mình. Thì trong phần Deposit này, đối với bạn nào mà đang có USDT trên sàn khác á, thì các bạn có thể là rút trên sàn khác về. Thì các bạn ấn vào Select Quantity này này, các bạn chọn là USDT nhé. Các bạn chọn là Tether USDT này. Đó, chúng ta nạp bằng USDT. Thì lưu ý thì ở USDT này các bạn lưu ý là các bạn nạp mạng ở mạng TRC20 cho khỏi phí nhé. Thì sau khi các bạn chọn là USDT rồi, các bạn dưới đây thì các bạn chọn cho mình cái mạng là USDT TRC20. Nếu mà các bạn đang có USDT trên các sàn giao dịch chẳng hạn như là Binance, sau đó các bạn ấn vào Continue thôi. Ok, sau đó thì nó sẽ hiện ra cái địa chỉ USDT mạng TRC20 cho các bạn. Các bạn copy lại cái địa chỉ ví này. Thì sau đó các bạn quay trở lại với các sàn giao dịch mà các bạn đang sở hữu USDT. Ví dụ các bạn mình đang có USDT trên sàn Binance đi, thì mình sẽ chọn là USDT, sau đó các bạn chọn vào phần rút thôi. Sau đó các bạn dán cái địa chỉ ví USDT TRC20 ở sàn OKCoin vào đây, vào dòng này. Còn ở mạng lưới này thì các bạn chọn cho mình là TRC20 nhé. Các bạn rút, các bạn nạp và rút ở mạng nào thì các bạn chọn mạng đó cho chính xác nhé. Nếu mà các bạn chọn mạng nhầm mạng là coi như là tiền của bạn mất luôn đấy nhé. Các bạn chọn là TRC20 nhé. Thì ở phần ở mạng lưới TRC20 này thì chúng ta rút và deposit thì nó sẽ không tốn phí đâu nhé. Các bạn lưu ý điều này. Thì sau khi các bạn rút thì các bạn rút về thôi. Các bạn rút khoảng là khoảng 5 đô, 3 đến 5 đô trở lên nha các bạn. Thì sau khi rút về xong thì các bạn đợi một lúc thì nó sẽ hiện ở trong đây thôi. Nó sẽ có trong phần balance cho các bạn thôi. Còn đối với bạn nào mà không có USDT thì các bạn có thể là deposit. Các bạn có thể là dép bằng những cái con token khác chẳng hạn như là TRX nhé. Các bạn có thể là dép bằng những cái con TRX lên nhé. Các bạn chọn TRX. Ok. Sau đó sẽ hiện ra cái địa chỉ quý TRX cho các bạn thôi. Các bạn copy lại và các bạn dép TRX trên đây. Thì TRX thì khoảng các bạn dép khoảng là... từ 3 đô trở lên nha các bạn. Các bạn lưu ý nhé, các bạn phải dép 3 đô trở lên đi cho chắc ăn. Hoặc là các bạn có thể là dép những con là XLM đây, những con XLM, những con này là mình gửi phí và rất là rẻ nhé. Thì các bạn nào mà dép XLM thì các bạn lưu ý là ở
XLM tag có nghĩa là cái memo các bạn, thì các bạn gửi lên thì nó yêu cầu memo thì các bạn cần điền lại memo dưới nhé. Cái nào nó yêu cầu memo thì các bạn điền lại memo, còn ở trên là wallet có nghĩa là địa chỉ của XLM của các bạn. Ok, tiếp theo đó thì sau khi các bạn dép vào xong thì nó sẽ hiện ra trong phần asset cho các bạn thôi. Các bạn chọn vào phần asset, chọn vào phần my asset. Ok, thì trong phần my asset này nếu mà các bạn nạp vào mà cái tiền của bạn ở full in account ấy, cái tiền của bạn mà ở full in account ấy thì các bạn có thể là transfer sang trading account để chúng ta là trading nhé. Thì để transfer thì các bạn chỉ cần ấn vào transfer thôi. Sau các bạn chọn transfer. Sau đó thì ở phần này thì các bạn chọn token. Ở đây thì mình đang có USDT thì mình sẽ chọn là USDT. Sau đó các bạn chọn là từ full in account sang support account nhé. Sau đó các bạn điền lại amount thôi, rồi các bạn ấn vào confirm thì nó sẽ tự động chuyển cái những con token mà các bạn đang có trong full in account sang support account để chúng ta có thể trade trade và bán nhé. Ok, thì sau khi các bạn transfer rồi thì các bạn chập vào phần trade giúp mình, các bạn chọn vào phần dấu ba gạch ở phía góc trên, sau đó các bạn chọn vào phần trade. Thì bên trong phần trade này nó sẽ có cái giao diện như sau. Bước tiếp theo đó thì chúng ta cần phải trade là đây, các bạn chọn vào đây USDT này. Các bạn search cho mình là ALGO giúp mình nhé. Thì hiện tại thì con ALGO này nó đang chỉ có cặp giao dịch là USD, cho nên hiện tại là mình đang có USDT. Thì mình sẽ trade sang con USDT trước nhé. Đây này. Thì hiện tại mình đang có con USDT thì mình sẽ trade sang con USD trước rồi chúng ta là trade cặp giao dịch sau. Các bạn chọn cặp giao dịch là USDT trên USDT nhé. Ok, bây giờ mình sẽ bán ra cái con USDT này sang con USD. 0.19 mình bán 0.18. Ok. Mình sẽ bán hết đi. Ok, sau khi các bạn bán xong rồi ấy. Sau khi các bạn bán xong rồi thì bây giờ các bạn chọn lại cái cặp là ALGO nhé, ALGO trên USD nhé. Chọn chọn cặp này. Sau đó nó sẽ hiện ra cái cặp ALGO trên USD thôi. Tiếp theo đó thì chúng ta là thực hiện 7 lệnh trade. Thì để thực hiện 7 lệnh trade thì chúng ta là dùng con USD này, chúng ta là buy lại nhé. Chúng ta dùng USD, chúng ta mua lại con ALGO này. Thì chúng ta chọn buy. Thì giá hiện tại là buy mua là 6. Thì với là mình trade như thế này thì cũng chúng ta cần phải mắc lỗ một khoản phí các bạn. Có nghĩa là giá lên xuống, giá thấp giá cao á, thì chúng ta cần phải lỗ một xíu thôi. Ok. Sau đó thì các bạn chọn vào trade rồi. Ok, cái lệnh mình chưa hoàn thành các bạn ạ. Mình nhầm, sorry các bạn nhé. Hiện tại hồi nãy mình bán chưa chưa hoàn thành. Đợi mình tới mình bán lại cho hoàn thành cái đã. Mình sẽ để 18 mình bán nhanh nhanh luôn nhé. Ok. Ok, như vậy là mình đã bán thành công nhé. Sau đó chúng ta chọn lại cặp ALGO. Sau đó thì chúng ta là mua lại. Chúng ta mua con ALGO, chúng ta trade là cặp ALGO trên USD nhé. Thì chúng ta sẽ mua, chúng ta sẽ chọn giá. Chúng ta mua thì chúng ta chọn giá người ta bán thôi. Giá bán là một màu đỏ này. Ok, 17203. Với giá là 17203 rồi, ok. Chúng ta mua lại là con ALGO chúng ta trade, chúng ta ấn vào nút buy. Ok, như vậy là mình đã buy thành công. Như vậy là mình đã thực hiện xong một lệnh nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta ấn vào nút sell lại. Chúng ta chọn vào sell, chúng ta thực hiện 7 lệnh trade nhé, chúng ta sell. Đấy. Sau đó các bạn chọn vào phần 100, chúng ta chọn giá sell lại là giá người ta mua là 95 này. Đấy, chúng ta chịu lỗ một khoảng xíu thôi. Chúng ta ấn là 100%. Sau đó các bạn ấn vào sell ALGO. Ok. Như vậy là hai lệnh rồi nhé. Tiếp theo đó thì chúng ta chọn vào mua lại thôi. Chúng ta chọn vào mua lại buy ALGO. Chúng ta chọn giá mua lại, chúng ta chọn giá người ta bán này. Sau đó chúng ta trade lại, mình vừa thực hiện hai lệnh rồi đúng không ạ? Hai lệnh rồi.
còn 5 lệnh nữa nha các bạn. Ok, chúng ta buy lại. Ok, sau đó chúng ta chọn là sell, chịu lỗ một xíu thôi. Ok, 4 lệnh rồi, chúng ta buy lại này. Buy lại này. Ok, sau đó chọn qua sell lại này. Sell này. Ok. Như vậy là mình đã là để mình xem thôi. 1 2 3 4 5 6, 6 lệnh rồi các bạn. Mình đã thực hiện đủ 6 lệnh rồi, còn một lệnh duy nhất nữa nha các bạn. Thì mình sẽ buy lại LGO này. Buy này. Ok. Sau đó sell lại này. Chúng ta sell ra USDT này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành dư lệnh rồi nha các bạn. 2 4 6 8 lệnh rồi. Ok. Thì chúng ta chỉ cần thực hiện đủ 7 lệnh thôi. Thì sau đó các bạn thực hiện chính xác là 8 lệnh nhé. Các bạn trade 8 lệnh đi. 8 lệnh thì các bạn đã bán ra lại con USD rồi. Thì như vậy chúng ta là đã hoàn thành cái việc airdrop đầu tiên đến từ airdrop nhận token LGO nhé. Ok, tiếp theo đó thì về cái phần airdrop AWAS. Về phần airdrop AWAS thì nó như thế này. Về phần airdrop AWAS thì các bạn cần phải trade nha các bạn. Đợi mình tí, lỗ hết 2 đô, gần 2 đô các bạn. Ok, tiếp theo đó là về phần AWAS. Về phần AWAS thì các bạn vào link thứ 3 dưới phần mô tả video nhé. Về cái airdrop nhận token AWAS này thì các bạn vào link thứ 3 dưới phần mô tả video sẽ có giao diện như thế này. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào phần đăng ký tham gia này giúp mình nhé. Nó sẽ có chữ đăng ký tham gia này, chúng ta điền lại cái form của chúng ta thôi. Thì trong phần đăng ký tham gia này nó sẽ có cái phần AWAS này. Các bạn điền lại email mà các bạn đã đăng ký trên sàn OKCoin nhé. Sau đó các bạn ấn nút gửi đi, tương tự như ấy thôi. Ok. Sau đó các bạn kéo xuống đây một lần nữa, các bạn kéo xuống đây. Ở dưới phần này nó sẽ có cái chữ là nhận AWAS partitional gì đó các bạn. Để mình hiện phần góc nhé. À, get AWAS này, các bạn nhấn vào get AWAS. Nó sẽ hiện ra một cái form, thì chúng ta sẽ điền lại một email một lần nữa. Các bạn điền lại cái email mà các bạn đang đăng ký trên sàn OKCoin nhé. Sau đó các bạn submit thôi, các bạn submit, chúng ta tiến hành gửi form đi. Tương tự như con LGO thôi. Ok. Sau đó thì ở phần airdrop này nó có thông tin cho chúng ta là thì ở phần con AWAS này nó yêu cầu chúng ta là cần phải trade volume trên 100 đô nha các bạn. Thì chúng ta mới nhận được cái airdrop từ AWAS này. Thì về việc trade volume trên 100 đô thì các bạn quay trở lại với sàn OKCoin thôi. Các bạn thực hiện lệnh trade. Thì nếu mà các bạn nạp 20 đô vào đây thì các bạn chỉ cần thực hiện là 20 lệnh trade thôi nhé. Các bạn chỉ cần thực hiện là 20 lệnh trade. Còn bạn nào mà nạp khoảng 5 đô thì 5 x 10. 5 x 10 là 15. Thì phải 100 lệnh các bạn. Khoảng 100 lệnh thì các bạn chỉ cần là chọn cặp giao dịch thôi nhé. Các bạn đi vào đây, các bạn chọn cặp giao dịch, sau đó các bạn hình như là con AWAS này nó qua đây chưa ta, ở cái AWAS này các bạn thực hiện lệnh trade trên đủ 100 đô thôi thì các bạn mua và bán ra lại trên đủ 100 đô volume thôi. Thì ví dụ là mình đang có là 20 đô đi thì mình thực hiện khoảng là 5 lệnh thì đủ volume là 100 đô rồi nhé. Còn bạn nào mà
10 lệnh đấy. Còn bạn nào mà nạp vào đây 10 đô ấy, thì các bạn thực hiện là 10 lệnh, 10 lệnh bán sell qua lại thôi nhá. Thì đối với là 20 đô hồi nãy là mình trade với cái con LGO thì mình đã đổ vô lâm luôn rồi các bạn ạ. Mình cũng đã đổ vô lâm là để nhận con token AWAT rồi đấy. Đây này, thì hồi nãy mình có sell bán và sell này, hướng dẫn các bạn bán và sell này. Thì với mỗi lệnh là mình mua và sell là khoảng là 19 đô. Thì mình sell 7 8 lệnh là dư rồi, 8 lệnh là dư rồi nhé. Thì các bạn chỉ cần ấn vào đây các bạn buy và sell thôi là xong thôi, và các bạn điền điền form thôi là xong nhé. Thì ok, thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn là nhận 24 đô token LGO đến từ sàn OKCoin và nhận free token AWAS cũng đến từ sàn OKCoin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.